chào các em. Hôm trước thì cô và các em đã cùng nhau trao đổi về cái chủ đề hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa. Trong cái chủ đề hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, chúng ta đã đưa ra những cái cấp độ về hội nhập từ khu vực tự do mậu dịch, liên minh về thuế quan và thành lập một cái thị trường chung. Trong cái thị trường chung đó, chúng ta có giới thiệu về thị trường chung ASEAN. Hôm nay thì chúng ta sẽ triển khai thêm về ASEAN tầm nhìn và những thách thức. Đây là chương trình tích hợp giữa hai môn học của chúng ta. Một là môn tiếng Anh thì chúng ta có bài 16 nói về ASEAN. Và môn lịch sử thì chúng ta có bài 4 nói về việc là thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Thế thì sau khi giành được độc lập thì các quốc gia Đông Nam Á cũng rất nhiều, còn nhiều khó khăn. Và họ thấy rằng cái sự liên kết là cần thiết để làm thế nào các quốc gia khu vực có thể phát triển kinh tế. Trong bên cạnh những cái nghiên cứu thì họ cũng thấy là cái sự thành công của thị trường chung châu Âu là một cái bài học để mà các quốc gia ASEAN có thể tiến tới một cái sự hợp tác. Ngày 8 tháng 8 năm 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN, được thành lập tại Bangkok, Thái Lan. Với các cái thành viên sáng lập ban đầu, gồm có Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Trong giai đoạn đầu từ năm 1967 đến năm 1975, thì tổ chức ASEAN còn rất non trẻ, sự hợp tác còn lỏng lẻo, cho nên tiếng nói của ASEAN chưa có một cái vị trí ở trên trường quốc tế. Tháng 2 năm 76, sự khởi sắc khi mà có cái hội nghị cấp cao của các quốc gia Đông Nam Á họp ở Bali, Indonesia, đã cùng nhau ký hiệp ước thân thiện và hợp tác Đông Nam Á. Hiệp ước này được gọi tắt là Hiệp ước Bali. Hiệp ước Bali xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ hợp tác giữa các nước, đó là tôn trọng chủ quyền và vẹn toàn về lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không sử dụng vũ trang, vũ lực đối với nhau và giải quyết các cái tranh chấp bằng con đường hòa bình, cũng như hợp tác phát triển có hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Năm 1984 thì Brunei đã là thành viên thứ 6 của ASEAN. Năm 92 thì Việt Nam và Lào đã tham gia Hiệp ước Bali. Và đến tháng 7 năm 95 thì Việt Nam là thành viên thứ 7 của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Rồi đến năm 97 thì Lào và Myanmar đã tham gia. Rồi đến năm 99 thì Campuchia cũng được là kết nạp vào cái tổ chức này. Mục tiêu chính của ASEAN là tăng tốc, tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa, cũng như thúc đẩy hòa bình và ổn định của khu vực thông qua việc là tôn trọng về công lý, về luật pháp và các cái mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên trong khu vực. Tháng 11 năm 2007 thì các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã ký kết thông qua bản hiến chương của ASEAN với một cái chủ đề, đó là một tầm nhìn, một bản sắc và một cộng đồng biết quan tâm chia sẻ. Đồng thời cũng đưa ra về cái cộng đồng mạnh mẽ của ASEAN gồm có 3 trụ cột là cộng đồng về an ninh chính trị, cộng đồng về kinh tế của ASEAN và cộng đồng về văn hóa xã hội của ASEAN. Về cộng đồng an ninh chính trị thì của ASEAN thì đưa ra các cái mục tiêu nhằm nâng cao về các cái quy định về pháp lý, về nguyên tắc, cũng như là làm thế nào để mà đưa ra một cái sự điều hành về ASEAN một cách tốt hơn, nâng cao cái vấn đề hội nhập và sự cạnh tranh trong ASEAN và nâng cao cái việc là về ích lợi ích xã hội cũng như là cái tiêu chuẩn sống của người dân ASEAN. Và các nguyên tắc đó dựa vào cái việc là chia sẻ những cái giá trị về di sản, về đạo đức, về những cái tầm nhìn để làm thế nào có một cái nền hòa bình, kiên định, ổn định và với
và kiên định với các cái trách nhiệm của các cái thành viên, chia sẻ các cái trách nhiệm của các thành viên. Đồng thời cũng là một cái cộng đồng rất là năng động và có cái tầm nhìn hướng ngoại. Còn trong cái cộng đồng kinh tế thì các quốc gia đã khẳng định sẽ phải có một cái trên cơ sở là các quốc gia Đông Nam Á, thị trường Đông Nam Á sẽ là một thị trường chung và có những cái vấn đề là quan tâm về vấn đề công nghiệp, về sản xuất chung. Và cũng là một cái khu vực kinh tế có cạnh tranh, một nền kinh tế có cạnh tranh của ASEAN. Và đồng thời phát triển kinh tế một cách công bằng cũng như vấn đề hội nhập vào kinh tế toàn cầu. Còn cái cộng đồng về văn hóa xã hội thì ASEAN cũng quan tâm cái vấn đề phát triển về nhân loại, về con người cũng như là các cái phúc lợi của xã hội, rồi cũng như là các cái quyền về công lý, về các cái quyền chung của xã hội, tạo ra một cái sự hợp tác về vấn đề bền vững trong vấn đề môi trường sống cũng như là đưa ra cái bản sắc riêng của ASEAN. Từ những cái mục tiêu đó, tầm nhìn đó thì ASEAN đã thành lập ra cái cộng đồng kinh tế của ASEAN vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, gọi là AEC, là chữ viết tắt của ASEAN Economic Community. Thế thì cái cộng đồng kinh tế của ASEAN đó nó sẽ là một cái thị trường chung, một cái common market, và với những cái yếu tố về sản xuất, về lao động, về các cái nguồn lực liên quan đến vốn tài nguyên sẽ được dịch chuyển trong các cái quốc gia thành viên. Sẽ không có cái vấn đề hạn chế về vấn đề di cư nhập cư của người dân trong các cái quốc gia này, nhất là về vấn đề lao động, kinh doanh thông qua biên giới của các quốc gia, giữa các quốc gia thành viên với nhau, kể cả vốn, nguồn vốn cũng được là dịch chuyển trong các quốc gia thành viên. Khi mà đưa ra các cái mục tiêu như thế thì ASEAN cũng kỳ vọng hợp tác trong những cái lĩnh vực về đầu tư, về tài chính, về công nghệ, về vấn đề du lịch, về phát triển du lịch và các phát triển các cái dịch vụ. Tuy nhiên, người ta cũng thấy rằng là ở ASEAN, các cái thành viên của ASEAN thì có một cái sự là đa dạng và khác biệt một cách rất là lớn về vấn đề là các cái vấn đề văn hóa, về vấn đề là thể chế chính trị. Ví dụ như là trong 10 quốc gia này thì ngôn ngữ là 10 ngôn ngữ khác nhau, 10 đồng tiền sử dụng khác nhau, rồi tôn giáo cũng có những tôn giáo khác nhau, và đặc biệt là cái thể chế chính trị là khác nhau rất là nhiều. Có nhiều quốc gia là quân chủ lập hiến, chẳng hạn như là Campuchia, chẳng hạn như là Thái Lan, chẳng hạn như là Malaysia, chẳng hạn như là Brunei, thì vẫn còn quốc vương, rồi bên cạnh nghị viện, rồi bên cạnh thủ tướng, có thủ tướng điều hành đất nước nhưng mà vẫn còn quốc vương. Đấy. Rồi hoặc là có những quốc gia thì theo nền Cộng Hòa, chẳng hạn như là Myanmar hoặc là Singapore, rồi Việt Nam thì là xã hội chủ nghĩa. Đấy. Thế thì cái tình gọi là cái thể chế chính trị là có khác nhau. Và các cái điều kiện về môi trường sống cũng khác nhau. Cái khí hậu của ba nước Đông Dương như là Việt Nam, Lào và Campuchia hoặc là Thái Lan thì rất là nóng. Đấy. Thế còn có những quốc gia thì vẫn có những cái điều kiện về cái khí hậu tốt hơn. Đấy. Rồi các cái nguyên tắc về các cái quan điểm về luật pháp nó cũng có những cái sự khác nhau. Rồi các cái cấu trúc về phát triển kinh tế cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn như là Singapore thì phát triển rất là cao, GDP và thu nhập đầu người rất là cao. Nhưng mà còn những quốc gia còn rất là thấp như là Lào, Campuchia, Việt Nam cũng còn thấp, hoặc là Myanmar cũng còn thấp. Thì đấy là cái sự khác biệt nhau rất là lớn trong các cái quốc gia này. Cô vừa mới trình bày về phần là tầm nhìn của ASEAN với những cái trụ cột về cộng đồng an ninh chính trị, cộng đồng kinh tế và cộng đồng văn hóa xã hội. Bây giờ thì cô xin trình bày về cái thách thức trong các quốc gia ASEAN. Bởi vì qua các cái tầm nhìn như thế thì hiện nay là các quốc gia ASEAN đã hợp tác với nhau trong lĩnh vực là thương mại, dịch vụ, tài chính, đầu tư và công nghiệp, cũng như là vấn đề là phát triển cái thị trường là e-commerce,
tức là thương mại điện tử, các cái công nghệ tiên tiến thời kỳ hội nhập. Khi đưa ra cái tầm nhìn như thế thì thấy rằng không phải là quốc gia nào cũng thực hiện một cách tròn trịa, mà trong 10 quốc gia này có cái sự là chênh lệch nhau về vấn đề phát triển kinh tế. Mà một trong những cái trở ngại đó, những cái thách thức đó, đó là về vấn đề giao thông vận tải. Giao thông vận tải thì cô đưa những cái hình ảnh để minh họa, thì các bạn cũng thấy rằng là bên cạnh xe container thì có cả xe gắn máy. Những cái sự tắc nghẽn về đường xá nó làm cho hàng hóa cái thời gian kéo dài hơn. Vấn đề là traffic, tức là bị kẹt xe, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái chi phí của giá thành. Cho nên là làm thế nào các quốc gia phải đầu tư đồng bộ hơn về vấn đề vận chuyển đường bộ, đường hỏa xa, đường thủy, đường hàng không. Kể cả vấn đề cầu đường. Cô nói ví dụ như là khi chúng ta trước đây mà chưa có xây cái cầu Cần Thơ, chưa xây cầu ở Bến Tre, thì mỗi một lần đi qua các tỉnh là phải qua phà, chờ đợi rất là lâu. Và nhiều khi là cũng có những cái sự nguy hiểm. Đấy. Nhưng mà từ ngày có cầu Cần Thơ, từ ngày có cái cầu bắc qua Bến Tre thì rõ ràng, và nhiều cầu khác nữa, thì chúng ta thấy rằng là bên kia sông người dân đi lại rất là dễ dàng. Và từ cái chỗ đó nó làm cho các cái nhà đầu tư người ta quan tâm. Và đường xá hai bên là đã đẹp hơn, nhà nhà cửa cửa là đã mọc lên, có những cái khu đô thị hóa. Thì như thế nó liên quan đến cả vấn đề đầu tư về cái hạ tầng cơ sở. Nhà nước phải vay vốn để đầu tư, và từ cái chỗ mà phục vụ cho công chúng, phục vụ cho người dân, cho cộng đồng, thì các doanh nghiệp phát triển lên, làm ăn tốt hơn, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, và từ cái chỗ đó có lời, có thuế đóng cho nhà nước, để nhà nước có những cái khoản trả nợ lại các cái khoản vay vốn để đầu tư. Thì đấy cũng là những cái sự hợp tác mà trong khu vực Đông Nam Á chúng ta phải nghĩ tới, làm thế nào để cho nó đồng bộ về vấn đề là hạ tầng cơ sở, về vấn đề giao thông, về vấn đề đầu tư. Bên cạnh cái hệ thống về giao thông thì chúng ta cũng thấy rằng là cái hệ thống kho bãi, cái hệ thống gọi là kho vận nó rất quan trọng. Đó là cái logistic integration, tức là hội nhập về vấn đề logistic. Cô cũng minh họa cảng container rồi cảng các cái chỗ lưu kho rất là lớn. Thì nó cũng vẫn còn sự khác biệt giữa những quốc gia đã phát triển như Singapore, rồi những cái quốc gia còn mới đang phát triển. Việt Nam thì bây giờ thì cũng đã tốt hơn lên nhiều, nhưng nói chung là vẫn còn phải là tiếp tục đầu tư làm thế nào để đáp ứng được cái yêu cầu chung của khu vực. Có một vấn đề chúng ta cũng nên suy nghĩ, đó là logistics nó không chỉ là xuất nhập như thế nào, lưu kho ra sao, mà nó còn liên quan đến các cái chính sách về khai báo hải quan. Ví dụ như cô nói, mình ở đây là 12 giờ đêm, thì ở bên Mỹ là 12 giờ trưa, ở châu Âu là 7 giờ chiều. Có những giờ mình ngủ, 6 giờ chiều mình đóng cửa mình về rồi, mình cán bộ công nhân viên mình về rồi, thì ở bên kia đó, Âu Châu người ta mới là 12 giờ, người ta bắt đầu gọi là trở dậy để lo cho cái ngày mới. Thế thì ở các nước tiên tiến, ở các nước mà đã phát triển thì họ không có coi cái việc là ngày và đêm. Văn phòng của họ là thức suốt, chia ca ra làm việc. Bởi vì trong cái lúc chúng ta đang là đêm thì ở một quốc gia khác là ngày, thì người ta vẫn còn thống nhất với nhau là giá vàng hôm nay như thế nào, giá gạo hôm nay như thế nào, giá nông sản như thế nào, giá cà phê ra sao. Thế cho nên nếu như chúng ta mà cứ 5 giờ chiều chúng ta đã về hết thành phố, các cái office building nhìn tắt đèn trông nó không đẹp, nó không phải là một thành phố hiện đại. Hiện đại là các building phải có đèn sáng, vậy vẫn làm việc, bởi vì vẫn phải là gửi email trả lời cho các cái khách hàng ở các cái quốc gia người ta đang thức. Khai báo hải quan cũng thế, chúng ta phải làm thế nào đáp ứng được nửa đêm của ta, nhưng mà bên kia người ta làm 12 giờ trưa. Đấy, các múi giờ đều khác nhau hết, cho nên phải làm thế nào cái hệ thống logistics nó phải đảm bảo được là phục vụ, đáp ứng được các cái nhu cầu của thị trường trên thế giới. Không có chuyện mà ngày và đêm, làm thế nào để mà hội nhập được. Vấn đề logistics, kể cả vấn đề liên lạc, truyền thông, nó đều liên quan đến hàng hóa. Cái trở ngại thứ ba nữa mà chúng ta nên nghiên cứu, đó là
vấn đề lao động. Nhiều người lao động của chúng ta là không có cái kỹ năng. Đã có thời gian là chúng ta chỉ làm gia công thôi. Và chuyên gia, kỹ thuật là từ nước ngoài đến. Có một số quốc gia người ta vẫn thiếu những cái người lao động giản đơn. Họ vẫn nhận những cái người lao động giản đơn. Và ngược lại, khi họ đầu tư vào một số quốc gia như Việt Nam chẳng hạn, thì họ sẽ cung cấp lao động của họ, kỹ thuật của họ sang. Cho nên thời kỳ, có những thời kỳ là những cái tập đoàn vào đầu tư ở Việt Nam là không có lao động, cho nên họ phải đưa người của họ sang. Chính vì thế cho nên cái việc là trong 10 quốc gia này làm thế nào đi lại, làm thế nào lao động dịch chuyển một cách dễ dàng, visa phải cấp một cách dễ dàng, làm thế nào không còn hạn chế về vấn đề là visa nữa, mới làm cho cái thị trường của các quốc gia Đông Nam Á nó tốt hơn được. Để tránh làm gì? Để chúng ta thừa lao động giản đơn, chúng ta thiếu lao động có kỹ năng. Vì làm thế nào để có một cái thời gian để mà những cái người lao động này họ từ cái làm việc theo nhóm, làm việc theo dây chuyền, họ có thể là hỗ trợ nhau để mà giúp cho người lao động giản đơn trở thành ra người lao động có kỹ năng. Trong nhiều năm qua Việt Nam đã có những cái thành tựu cái việc này. Đấy, thì đấy cũng là những cái vấn đề mà các doanh nghiệp phải suy nghĩ. Các em học sinh, hôm nay mình đang học lớp 12, mình học, mình thấy những vấn đề này thì đấy là một cái định hướng cho khi mình vào đại học. Chứ không phải chỉ học lớp 12 để chúng ta đi thi rồi xong, mà chúng ta nghiên cứu bài vở của lớp 12 để mà tốt nghiệp, rồi chúng ta vào đại học. Chúng ta có một cái nền tảng để chúng ta vào học đại học tốt hơn, và chúng ta định hướng cái nghề nghiệp của chúng ta trong khi tham gia vào các trường đại học. Chính vì vậy, cái vấn đề lao động nó liên quan đến vấn đề nhập cư, di cư. Làm thế nào để tránh tình trạng là di cư bất hợp pháp, nhập cư bất hợp pháp, rồi là những cái lao động chui ra đi là bằng những cái con đường hôn nhân, như thế là nó không tốt lắm. Hôn nhân thì cũng hay, đó là cái sự tích hợp, cái sự là giao lưu về văn hóa, về xã hội. Nếu đó là sự yêu thương thật sự thì cái đó là tốt. Nhưng mà nếu mà bằng cái hình thức giả kết hôn để ra đi, để sang nước này, sang nước kia làm việc, để mà lao động chui, thì cái đó là không nên. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta cũng phải luôn luôn lưu ý, tạo cơ hội cho những người có cái khả năng làm việc tốt. Còn một cái vấn đề nữa mà cô cũng muốn nêu ra, đó là cái sự là hợp tác khu vực có nhiều cái là chưa được ổn định lắm. Cô nói ví dụ như là vấn đề khí hậu, vấn đề bảo vệ cái thay đổi về khí hậu, vấn đề là làm thủy điện ảnh hưởng đến cái dòng sông Mekong, rồi vấn đề an ninh về thực phẩm, rồi các cái dịch bệnh. Đấy. Thế thì rõ ràng là cái sự là hợp tác của các khu vực trong Đông Nam Á cũng có nhiều cái là đã được đặt vấn đề. Ví dụ như là cái nhóm mà làm việc của ở Bangkok về vấn đề là dòng sông Mekong đã gửi một cái báo cáo về vấn đề là những cái đập ngăn đập nước của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến cái dòng sông Mekong. Đấy, thì như thế làm thế nào phải có sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa để mà bảo vệ cái dòng sông Mekong của chúng ta, bảo vệ cái sự thay đổi khí hậu và bảo vệ cái những vấn đề mà liên quan đến thủy điện, liên quan đến vấn đề dịch bệnh. Đấy, như dịch bệnh vừa rồi, dịch bệnh Covid, thì cũng may là một số nước như Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia thì là tương đối là thấp so với thế giới. Thế nhưng mà cũng làm cho ảnh hưởng đến công ăn việc làm, rồi ảnh hưởng đến nhiều cái hoạt động kinh doanh, du lịch phải ngừng lại, rồi hãng hàng không phải dừng lại, rồi việc là đóng cửa các cái biên giới cũng ảnh hưởng. Nhưng mà đây nó chỉ là dịch bệnh, thì bây giờ phải làm thế nào quản lý cái dịch bệnh cho nó tốt hơn trong các cái quốc gia này, để mà làm thế nào tránh đi những cái thiệt hại không cần thiết. Thế thì và những cái trở ngại đó là gì? Các cái điều kiện về thiên nhiên, cô đưa ra một số các hình ảnh để cho các em và các bạn thấy rằng là trong 10 cái quốc gia này phải nói rằng là những cái khu du lịch rất đẹp, những cái ngôi chùa rất đẹp, những cái nơi gọi là thác thiên nhiên rất đẹp. Cho nên phải làm thế nào, hoặc là những cái vùng lãnh thổ, hoặc là những cái lâu đài lâu ngày từ xa xưa rất đẹp.
làm thế nào để giới thiệu những cái văn hóa, những cái nền tảng về văn hóa, về di sản của các quốc gia này đối với thế giới. Cho nên phải có sự hợp tác về vấn đề du lịch. Không chỉ là các người dân ở 10 quốc gia này đi lại với nhau để biết được những cái đền đài của nhau, mà làm thế nào hợp tác chung lại để có những cái tour du lịch từ Âu Châu, từ Mỹ, họ đến họ đi một vòng tour. Thì như thế nó sẽ tốt hơn đối với sự hợp tác trong cái khu vực của chúng ta. Hoặc là muốn đầu tư thì luôn luôn phải quan tâm đến vấn đề hội nhập về ngân hàng. Hiện nay cô cũng thấy rằng là cái vấn đề thành lập các cái ngân hàng, các cái chính sách về tiền tệ, về lãi vay trong khu vực nó vẫn có những cái khác nhau. Việt Nam mình là lãi suất người dân gửi thì khoảng 5%, 6%, 7%. Nhưng lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp là phải ít nhất là 8%, 10%. Trong khi đó, ở Thái Lan người ta rất thấp. Thế thì cái sự chênh lệch nhau về cái lãi suất ngân hàng nó cũng làm ảnh hưởng đến cái vấn đề cạnh tranh của các nhà đầu tư, của các nhà kinh doanh. Cho nên làm thế nào để mà có một cái sự hội nhập? Thế thì 10 quốc gia này là 10 đồng tiền khác nhau, nhưng mà lại cũng không phải là đồng tiền mạnh, cho nên vẫn phải sử dụng những cái đồng tiền chung khác như là đô la. Đô la của Singapore thì cũng có giá trị, nhưng mà hàng của, nhưng mà tiền của Nhật, tiền yên Nhật, hoặc là tiền Phong Pháp, hoặc là tiền bảng Anh, hoặc đô la. Chứ còn thật ra 10 quốc gia Đông Nam Á, cái đồng tiền của 10 quốc gia này chưa thật mạnh đối với bên ngoài, và chưa thật mạnh để làm một cái đồng tiền trung chuyển giữa các quốc gia với nhau. Một cái sự gọi là thách thức nữa đó là cái vấn đề là công nghệ 4.0. Về vấn đề là robotic, rồi vấn đề là trí tuệ nhân tạo. Nhất là qua cái việc dịch bệnh vừa rồi, trường học là đóng cửa. Cho nên là các trường phải tổ chức online cho học sinh, bởi vì không biết đến cái việc đóng cửa đến bao giờ. Mà cha mẹ nào thì cũng thương con, cũng muốn con người ta được vẫn được học ở nhà. Cho nên cô cũng thấy rằng là từ cái thách thức đó, cho nên nhiều trường cũng đã có những cái mạnh dạn để đầu tư vào cái hệ thống học online. Và cái vấn đề e-commerce, bán hàng trên mạng. Bán hàng trên mạng thì thật sự ra là có nhiều nơi làm rất tốt, nhưng vẫn còn có những cái tổ chức là nhỏ lẻ làm thì hàng không đảm bảo chất lượng. Đấy, làm cho người mua người ta mất niềm tin. Đấy, thì phải làm thế nào? Có một cái sự kiểm soát, có một cái sự hợp tác về vấn đề là công nghệ. Không những trong lĩnh vực buôn bán thương mại, mà còn kể cả lĩnh vực khoa học, lĩnh vực giáo dục. Thế thì chúng ta cũng phải, nếu mà chúng ta cứ dừng lại những cái gì chúng ta thỏa mãn tự có, thì chúng ta sẽ không tiến bộ được. Cho nên 10 quốc gia này phải có sự hợp tác để làm thế nào phát triển về cái hệ thống là online trực tuyến. Làm ăn buôn bán kinh doanh thì luôn luôn là nó có sự va chạm, luôn luôn là nó có sự tranh chấp. Và làm thế nào để mà giải quyết cái sự tranh chấp bằng con đường hòa bình, có nghĩa là thông qua luật pháp. Thông qua luật pháp đôi khi có thể là kiện tụng nhau ra tòa, nhưng có khi cũng chỉ là hòa giải hoặc là qua các cơ quan trọng tài. Thì làm thế nào để có một cái sự là phù hợp về trọng tài và phán quyết trọng tài của Việt Nam? Làm thế nào để cho các quốc gia người ta yên tâm được trong vấn đề là xem xét những giải quyết những cái vấn đề cạnh tranh, những vấn đề tranh chấp, những vấn đề mâu thuẫn? Thì đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải quan tâm. Cô vừa mới nêu lên những cái thách thức là khó khăn của từng quốc gia, bởi vì cái sự khác biệt nhau về vấn đề phát triển kinh tế, về cấu trúc kinh tế, về vấn đề văn hóa xã hội. Và các cái giải pháp để làm thế nào giải quyết những vấn đề này, các quốc gia mỗi một lần có những cái hội nghị, mà năm nay thì đặc biệt là Việt Nam là chủ tịch của ASEAN năm 2020. Đấy, cho nên là cũng quan tâm cái vấn đề phải giải quyết như thế nào. Làm thế nào để cái vấn đề transportation, tức là vận chuyển, làm thế nào để đầu tư cho nó tốt hơn và giải quyết được những cái vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ trong các quốc gia. Cái vấn đề hiện nay là các doanh nghiệp lớn thì đã bắt đầu hội nhập, đã bắt đầu đầu tư. Thái Lan đã vào Việt Nam, rồi Việt Nam sang Myanmar, rồi là đầu tư vào Lào. Đấy, nhưng mà đấy mới chỉ là những cái tập đoàn lớn. Còn thì doanh nghiệp vừa và nhỏ là hầu như chưa hiểu lắm về cái thông tin này. Nhất là những em học sinh cũng chưa hiểu lắm, sinh viên cũng chưa hiểu lắm. Cho nên trong các cái trường đại học,
làm thế nào để có một cái gọi là thông tin nhiều hơn về cái giáo trình là có liên quan đến ASEAN. Và các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng làm sao để mà biết được là thị trường Đông Nam Á của mình là một cái thị trường chung, nó có lợi như thế nào và có những cái nào thuộc gọi là cơ hội hay thách thức. Thì các cái hiệp hội cũng phải nên là có những cái tổ chức những cái sự kiện, những cái event, hoặc là tổ chức những cái tour du lịch mà để, hoặc là giới thiệu sản phẩm, những cái gian hàng hội chợ đó, để làm thế nào là thường xuyên giới thiệu về những cái sản phẩm. Trong những ngày dịch bệnh thì không phải chỉ là thiệt hại đối với doanh nghiệp lớn, mà ngay cả đường phố, những cái tiệm phở, nhà hàng, hớt tóc, cà phê cũng thiệt hại rất là nhiều. Nhưng vừa bung ra một cái, nhà nước vừa mới gọi là cho dừng tạm thời là không còn là cách ly nữa. Đấy, nhưng mà đưa từng bước thì những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa người ta đã rất là nhanh, rất là năng động. Ngay lập tức ngoài đường phố là có những món ăn ngon, ngay lập tức là quán phở là thu hút được nhiều người đến, ngay lập tức là tiệm uốn tóc, hớt tóc là rất đông, giải quyết được rất nhiều công ăn việc làm cho những người thợ, là những người lao động giản đơn. Sau cái dịch bệnh này chúng ta phải nghĩ tới không chỉ là thị trường trong một cái khu phố của chúng ta hay là một cái thị trường trong nội bộ của quốc gia của chúng ta, mà chúng ta phải làm thế nào có một cái sự giao lưu, giới thiệu sản phẩm của chúng ta ở các nước khác. Thì như thế là các doanh nghiệp vừa và nhỏ họ cũng biết về thị trường chung của ASEAN. Bên cạnh đó thì cái vấn đề du lịch là quan trọng, cho nên là để làm thế nào thấy được đất nước bạn, làm thế nào thấy được những cái cơ ngơi, những cái di sản của các quốc gia trong khu vực. Đấy. Rồi thì vấn đề là dịch chuyển về lao động, làm thế nào để cho người lao động có thể là đi làm việc ở các quốc gia khác một cách là dễ dàng, một cách là hợp pháp. Dịch chuyển về vấn đề là vốn liếng cũng thế, làm thế nào để các cái ngân hàng nó có cái lãi suất là đều như nhau. Rồi giải quyết về vấn đề công nghệ thông tin, nhà nước phải làm thế nào để mà có những cái chính sách về vấn đề là các cái về luật, văn bản hướng dẫn khuyến khích về vấn đề là công nghệ thông tin, khuyến khích về vấn đề buôn bán online. Để mà thành công trong cái kỷ nguyên về cách mạng 4.0 thì các quốc gia thành viên ASEAN cần phải lưu ý làm thế nào để mà hài hòa về luật pháp và các cái quy định trong vấn đề là an ninh mạng. Ví dụ như hiện nay là vẫn có những cái hacker tấn công vào cái hệ thống thanh toán của ngân hàng, tấn công vào những cái khu vực buôn bán hàng hóa online, tấn công vào các cái mạng xã hội cũng như là tấn công vào các cái mạng của các cái tổ chức quốc gia. Thì như thế làm thế nào chúng ta phải có những cái biện pháp để mà nâng cao cái trình độ của các quốc gia một cách là hài hòa, một cách đồng đều về vấn đề là an ninh mạng. Chính vì thế cho nên thông qua các cái hiệp định, các cái công ước của ASEAN thì các lãnh đạo của ASEAN đã đưa ra những cái cơ chế về vấn đề là giải quyết các cái tranh chấp, rồi giải quyết, rồi quản lý về vấn đề an ninh mạng. Các quốc gia thành viên ASEAN cũng đã ký kết để hình thành ra một cái tổ chức ABIF vào năm 2014, viết tắt của chữ ASEAN Banking Integration Framework. Và năm 2015 thì đã có được cái tổ chức là cộng một cái gọi là cái cộng đồng kinh tế ASEAN. Và cũng có nhiều cái là cam kết để làm thế nào giải quyết cái vấn đề là thu dần cái sự khác biệt về các cái trình độ, về các cái khác biệt nhau về văn hóa, về bản sắc của các quốc gia, làm thế nào cho nó thu hẹp lại các cái khoảng cách đó. Thế và đưa ra một cái hệ thống về vấn đề trọng tài kinh tế để giải quyết các cái tranh chấp của các cái nhà đầu tư. Cô vừa với trao đổi với các em về vấn đề là ASEAN, tầm nhìn và những cái thách thức. Cô hy vọng rằng với cái bài học của chúng ta, không chỉ là để mà cho các em là học để đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông hay là học để mà vào trường đại học, mà đây cũng là những cái kiến thức được mở rộng để giúp cho các em làm có một cái làm quen với lại cái bước khởi nghiệp của mình trong tương lai. Thì cô mong rằng năm nay các em đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt được kết quả tốt
và chúc các em thành công trong cuộc sống. Cô chào các em.